Bí, Quảng Ninh, đi về phía tây chừng 20 km là rừng quốc gia Yên Tử. Nơi đây không chỉ thuần túy mang giá trị về thiên nhiên mà còn chứa đựng trong nó một kho tàng giá trị văn hóa mang tên Yên Tử. Phật Hoàng Trần Nhân Tông chọn nơi đây quy ẩn thiền tu và phát quang Phật Pháp, phổ độ cho chúng sinh. Những ngôi chùa dọc đường đi vào khu danh thắng này như chùa Suối Tắm, chùa Cầm Thực cũng nằm trong quần thể di tích danh thắng quốc gia đặc biệt Yên Tử. Trên cung đường vào Yên Tử, qua dốc cửa ngăn trên bến xe Suối Tắm, du khách nhìn xuống sẽ thấy chùa Suối Tắm bên dòng nước trong xanh dưới bóng cây đại thụ. Chùa Suối Tắm tọa lạc ở một thế đất tựa đầu rùa, là con vật đứng thứ ba trong tứ linh, Long, Ly, Quy, Phượng nên rất thiêng. Không chỉ mang trong mình ý nghĩa nhân văn về Phật Pháp, Yên Tử còn sở hữu cảnh quan thiên nhiên đẹp đến mê đắm lòng người, một không gian tĩnh lặng, trầm mặc nhưng đầy rêu phong. Và chứng tích huy hoàng ở nơi đây thì chính là 10 ngôi chùa, và mỗi một ngôi chùa ở nơi đây thì đều có một câu chuyện gắn liền với Phật Hoàng Trần Nhân Tông khi người đặt chân đến nơi đây khai phá và lập nên một Yên Tử rạng danh như ngày hôm nay. Và điểm đầu tiên khi các bạn trở về với đất thiêng Yên Tử, đó chính là chùa Suối Tắm. Ngày hôm nay thì xin mời quý vị khán giả hãy đồng hành cùng với Hoài Thu, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về ngôi chùa đặc biệt này nhé. Chị. Chào em. Giới thiệu với quý vị khán giả, đây chính là chị Hà, người sẽ đồng hành với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin chào Hoài Thu. Mình hôm nay rất vui được đồng hành cùng với Hoài Thu và chương trình của mình. Mình mời Thu có thể tham quan ngôi chùa. Dạ vâng, em mời chị. Theo tục truyền, sau khi vượt dốc vào Yên Tử, thầy trò Trúc Lâm, vua Trần Nhân Tông và Bảo Sái ghé qua đây. Trưa hè oi ả, tiếng suối mùa mưa réo rắt, hoa rừng muôn sắc tỏa hương theo gió thơm ngào ngạt. Bụi đường trường quyện lẫn mồ hôi khiến cả hai bức bối. Vua Trần đóng khố, nhoài mình xuống dòng nước trong xanh, dòng suối quấn bụi Trần ra sông biển. Kể từ độ ấy, suối được đặt tên là suối Vua Tắm, để người sau được tắm suối dưới bóng cây râm mát, vua trồng cây đa bên bờ suối. Cây đa bây giờ chỉ là một nhánh đa thuở trước còn sót lại, gốc trổ thành năm trạc như bàn tay Đức Phật xòe che chở. Khi mình di chuyển thì mình mới lắng nghe thấy là tiếng suối đây róc rách, nghe cũng rất là vui tai chị nhờ. Và chị Hà có thể chia sẻ thêm cho em cũng như là quý vị khán giả được biết về sự hình thành của ngôi chùa Suối Tắm, cũng như là vì sao thì chùa có một cái tên nghe rất là dân dã và gần gũi ạ. Trước đây thì chùa Suối Tắm là một miếu thờ ông Nguyệt Nga, công chúa, phu nhân của Phúc Đẳng Thần. Và đến thời kỳ kháng chiến chống Pháp thì ngôi chùa Cầm Thực cách đây khoảng 400m thì bị chiến tranh tàn phá, cho nên ngôi chùa bị cháy. Cho nên hệ thống tượng thờ của ngôi chùa Cầm Thực đã được dân quanh vùng chuyển về ngôi miếu này để thờ. Và theo quan điểm là tiền thần hậu Phật, thế đương nhiên là miếu được gọi là thành chùa Suối Tắm. Một cái tên rất là ý nghĩa và gắn liền với sự phát triển cũng như là hành hương của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Và bây giờ thì chị em ta có thể di chuyển vào, vì em cũng rất là muốn là được ngắm chùa bên trong. Dạ. Mời bạn. Dạ. Mời chị. Chị Hà có thể chia sẻ thêm cho em được biết về điểm độc đáo của kiến trúc chùa Suối Tắm ạ? Thế đất độc đáo của ngôi chùa này đó là khác các ngôi chùa khác, hệ thống chùa trong khu di tích Yên Tử, các ngôi chùa đều đi lên, nhưng riêng ngôi chùa Suối Tắm này có một cái nét độc đáo riêng, đó là lại đi ngược xuống. Và thế đất thì rất là gọi là thế đất phong thủy rất là đẹp, tức là đầu gối sơn và chân đạp thủy. Phía trước chùa là một dòng suối róc rách chảy qua, và thế lưng chùa này tựa lưng vào núi.
Đến nay thì chùa Suối Tắm còn lưu giữ được hiện vật nào có giá trị ạ? Hiện nay thì chùa Suối Tắm còn lưu lại một hiện vật có giá trị về mặt lịch sử, đó là sắc phong của chùa Suối Tắm. Sắc phong có niên đại vào thời Nguyễn và có ghi chép lại là nơi thờ Nguyệt Nga công chúa của phu nhân của Phúc Đẳng Thần. Sắc phong này đang được lưu giữ tại nhà trưng bày của Ban Quản lý Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử, phục vụ cho công tác nghiên cứu và bảo quản. Bên cạnh ngôi chùa mới này thì còn một cái điểm di tích cũ nữa. Ở điểm di tích cũ đó thì nó có một cái hệ thống tượng thờ Phật cũng tương đối là có giá trị, đó là vào niên đại khoảng cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Năm 2009, bằng nguồn đầu tư của nhà nước và công đức của quý khách thập phương, chùa Suối Tắm được trùng tu, tôn tạo với quy mô rộng và khang trang hơn trong khuôn viên 800m². Chùa có kiến trúc kết cấu hình chữ đinh gồm 3 gian tiền đường và hậu cung diện tích 200m², mái lập ngói mũi hài, 2 đầu nóc, đầu đao, 4 góc mái trang trí hình rồng sóng nước, vân mây. Cánh cửa chính được cấu trúc thượng song hạ bản. Ở mặt trước của hai trái nhà là hai cửa sổ tròn được trang trí chữ thọ cách điệu. Các pho tượng thờ được bày trí trong chùa theo kiến trúc chùa Việt và Phật giáo Đại Thừa. Toàn bộ hệ thống tượng, pháp khí trong chùa và nhà thờ tổ mới được đưa vào thờ năm 2011 khi khánh thành chùa. Các ngôi chùa khác ở Yên Tử muốn lên đó phải trèo non. Riêng với chùa Suối Tắm, qua cổng tam quan, quý khách phải đi xuống mười mấy bậc đá xếp để vãn cảnh và lễ Phật. Đây có lẽ là nét riêng độc đáo nhất của ngôi chùa này. Chính vì ở vị trí khá khác biệt nên ngày hè oi bức vào chùa Suối Tắm vẫn mát mẻ, trong lành. Hoa bồng, hoa đại sực nức hương thơm. Mùa đông giá rét, dưới dòng Suối Tắm, sương răng khói, nhưng ở trên chùa vẫn ấm áp lạ thường. Thưa quý vị, dòng suối ở đây là được nối từ trong dòng các dòng suối ở trong Yên Tử chảy ra đây. Nước rất là trong mát. Đúng như chị Hà chia sẻ thì khi mà đến với chùa Suối Tắm thì chúng ta được cảm thấy rất là yên bình, được hòa mình vào thiên nhiên. Và em nghĩ rằng đặc biệt là đối với những người ở nơi xa, khi họ hành hương qua đây thì họ sẽ cảm thấy như là họ bỏ lại được sau những bộn bề của cuộc sống và sẽ khiến cho tâm mình rất là yên bình, rất là thanh tịnh. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như các bạn có dịp đến với danh thắng Yên Tử thì đừng quên ghé qua chùa Suối Tắm để hành hương, lễ Phật và hòa mình vào không gian tuyệt vời ở nơi đây. Cảm ơn chị Hà ngày hôm nay đã đồng hành với chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.